khởi tố 5 đối tượng về hành vi tổ chức nhập cảnh trái phép. Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, ngày 19 tháng 3, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Các đối tượng bị khởi tố gồm Tô Văn Trúc, sinh năm 1984, Hứa Văn Duy, sinh năm 1995, Tô Văn Nhã, sinh năm 1997, Hứa Văn Thụ, sinh năm 1990 và Tô Văn Thức, sinh năm 1991, đều thường trú tại thôn Bỏ Mã, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Các đối tượng này có hành vi tổ chức đưa 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trước đó, vào hồi 22 giờ 45 phút ngày 17 tháng 3, tại chốt kiểm soát người, phương tiện ra vào khu vực biên giới thuộc thôn Bản Dằn, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, cán bộ, chiến sĩ phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn và Đồn Biên phòng Ba Sơn. Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phát hiện 2 đối tượng đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Đối tượng điều khiển xe máy khai nhận tên là Tô Văn Trúc, sinh năm 1984, trú tại thôn Bỏ Mã, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. Chở Tô Văn Kiệt, sinh năm 2006, trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, đi ra khu trung tâm xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc để lấy tiền công là 4 triệu đồng. Qua kiểm tra, thanh niên Trung Quốc không có giấy tờ nhập cảnh vào Việt Nam theo quy định. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 4 đối tượng là Hứa Văn Thụ, Tô Văn Thức, Hứa Văn Duy và Tô Văn Nhã là các đối tượng trong đường dây tổ chức đưa, đón người xuất, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.